Người ngủ ba giấc mệnh mỏng hơn cả tờ giấy. Hãy cẩn trọng nếu như anh chị em vẫn ngủ như thế này. Thứ nhất là ngủ trái giờ, ngủ không đúng theo giờ giấc, thói quen ngày đêm bị xáo trộn. Ban ngày thì ngủ đến 4-5 giờ chiều. Cái việc mình nghỉ ngơi làm việc như thế sẽ phá hủy quá trình tự tái tạo của tế bào, gây ra rối loạn về nội tiết. Gan cũng hoạt động về ban đêm. Nếu như anh chị em mình cứ mãi như thế, kiểu gì cũng gây hại cho sức khỏe. Thứ hai đó chính là ngủ nướng. Ngủ nướng thì rất nhiều bạn hay nói là gì? Dậy không nổi. Sáng ngủ đến 9 giờ, 10 giờ, chiều ngủ đến 5 giờ, 6 giờ chiều. Như thế thì đêm làm sao ngủ được, lại thức, rồi lại thức đêm, rồi lại quay về ngủ trái giờ. Có rất nhiều anh chị em mình có thói quen đó là chùm chăn kín đầu. Khi đi ngủ, mình sẽ có cảm giác đó là an toàn đúng không ạ? Ấm áp, nhưng sẽ khiến cho bạn hít thở khó khăn hơn, giảm lượng oxy hít vào. Khí CO2 mình thở ra cũng sẽ đọng lại ở trên khăn, khiến chăn bông của mình ấm, lâu dần khiến cho mình bị đau nhức đầu vào ngày hôm sau. Mắt mình cũng sẽ bị sưng lên, và càng lâu dài sẽ khiến cho sức khỏe mình càng bị suy giảm anh chị em nhá.